Đề văn nghĩ mãi đau đầu quá, đề toán giải mãi cũng không ra. Đau đầu một mình ngồi cắn bút, một mảnh đề thi ta với ta. Và đó chính là trải nghiệm đại học của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Trong video lần này thì mình có một món quà dành cho các bạn từ Elsa Speak, app học tiếng Anh bằng AI mà mình rất là yêu thích. Khi mua gói học Elsa Pro tại link ở phần caption và nhập mã vừng ở phần thanh toán thì bạn sẽ nhận được ưu đãi tới 85% cho khóa học trọn đời, 100k cho khóa học 1 năm hoặc 50k cho khóa học 6 tháng. Ưu đãi đặc biệt này chỉ dành cho những bạn theo dõi vừng và hết hạn đến tháng 12 này. Thế nào các bạn hãy nhanh chân nhận quà nhé. Bây giờ thì bắt đầu vào video thôi nào. I'm so excited. Xin chào mọi người, mình là Vừng. Mình hiện đang là một du học sinh ở trường Đại học Cornell ở Mỹ. Ở trường mình thì có một điều rất là thú vị là trong ngành mình học có rất là nhiều môn liên quan đến luật. Và trường mình cũng có cái trường luật riêng của trường, nên là mình được tiếp xúc với rất là nhiều môn liên quan đến luật. Xong rồi kiểu cắm cúi cả ngày trong thư viện luật luôn. Không biết đấy là điều tốt hay xấu nữa. Mình đang kiểu nghĩ lại về lựa chọn cuộc đời của mình. Dù sao thì hôm nay mình ít sẽ rất là vui nếu như mà mình mang các bạn đi theo một ngày học ở trường của mình ở Mỹ xem như thế nào. Nên là chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nhé. Nếu như Nelson Mandela, người tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, hay là người đã chống lại nạn phân biệt chủng tộc apartheid có nói, giáo dục chính là vũ khí mạnh nhất để chúng ta có thể thay đổi thế giới, thì mỗi ngày đi học, mình thực sự cảm thấy giống như là mình như là một chiến binh. Bởi vì là thứ nhất, việc học ở đây rất là khó, đặc biệt là môn luật thì nó càng khó hơn ấy. Kiểu lúc nào mình cũng phải chống chọi với cả các bạn khác học rất là giỏi này, hay là những cái bài tập rất là hóc búa này. Và thứ hai, có một cái buồn cười hơn chính là kiểu bởi vì những cái lớp của mình nó bắt đầu từ sáng sớm là môn luật, cho nên là mình thường không ăn sáng để đến lớp, rồi đến lớp thì bụng đói meo. Thế cho nên là hôm nay mình đã quyết định là dậy sớm hơn để mình có thể đến cái quán cà phê ngay sau lưng mình. Nó gọi là Amibata Cafe ở trong Olin Library, thư viện library ở trường mình. Cho nên là chúng mình sẽ đi vào đây và cùng mua một cái chiếc bánh mì hay là một cái đồ uống cùng nhau để có thể có nhiều năng lượng hơn cho ngày mới nhé. Ở những trường đại học Mỹ thì có rất là nhiều tòa học khác nhau cho những ngành học khác nhau. Và đối với ngành của mình thì mình sẽ có tất cả các lớp ở trong một cái khu này gọi là Ivy's Courtyard. Thì đây chính là cái khu bàn học ngoài trời dành cho các học sinh. Mọi người thường đến đây kiểu ăn sáng rồi ngồi chill trước khi đến lớp. Và nhân tiện thì cũng chưa đến giờ học thì mình sẽ cho mọi người xem là ở trong ba lô của mình khi đi học thì có gì. Đối với ngành luật thì mình có một cái file folder để giữ tất cả các bài kiểm tra luật của mình. Có cả bài mình bị âm điểm thôi các bạn ạ. Không phải là không điểm mà là âm điểm ý. Xong rồi có một quyển vở. Đây là quyển vở mà mình viết nhiều nhất, bởi vì đây cũng là cái môn mà thầy giảng bài nhiều nhất. Và thầy không gửi slide cho học sinh nên là học sinh phải chép bài thôi. Và sau đó có một cái laptop có sticker Cornellian for Life là mình nhặt được ở một sự kiện của trường. Và có cả hai cục sạc điện thoại với máy tính bảng của mình, cho cả dán sticker vào nhìn hơi trẻ con. Nhưng mà bởi vì là ở đây mọi người dùng máy tính Apple các thứ rất là nhiều, và kiểu sạc của ai nhìn cũng giống nhau ấy, nên là phải cho thêm cái sticker vào để mọi người biết đây là của tao, đây không phải là của mày, tránh xa cái của tao ra. Thiết bị đặc biệt mà mình thấy lớp này dùng chính là cái máy iClicker. Cái này thì các trường đại học ở Mỹ khá là phổ biến khi mà có nhiều học sinh ở trong lớp. Xong rồi thầy sẽ kiểu ra bài kiểm tra ở trên cái màn hình, xong rồi mình chọn đáp án ABCDE, xong rồi mình bấm click. Mà tại vì cái máy này nó nhỏ nên là các bạn ngồi cạnh mình sẽ không nhìn thấy copy bài mình được. Và thường là nó sẽ được sử dụng cho các bài kiểm tra mà bấm thời gian, thầy chiếu câu hỏi trên bảng cái là mình phải trả lời luôn.
Đằng sau lưng mình thì chính là cái phòng advising ở trường. Và đây là nơi có rất là nhiều kỷ niệm đối với mình. Bởi vì là khi mình mới đến đây thì mình gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là lớp quá khó này, xong rồi cộng thêm với cả áp lực là mình phải làm quen với môi trường, thời tiết hay là cộng đồng các bạn sinh viên ở Mỹ. Thế nên là mình cảm thấy mình cần sự giúp đỡ từ các thầy cô, thì mình sẽ đến cái văn phòng này, nó gọi là Student Advising Office. Hôm đó thì mình đi vào phòng của advisor của mình, xong rồi thầy bảo là em không phải là người duy nhất đang gặp khó khăn với môn luật hay là những cái lớp yêu cầu bắt buộc của trường, mà rất nhiều học sinh cũng có trường hợp như em. Kiểu khi nghe thấy thầy nói đấy xong thì lòng mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều ấy. Xong rồi thầy còn bảo với mình một câu mà mình nhớ mãi đến tận bây giờ, là thầy rất là tự hào về mình. Thầy rất là vui vì mình là một sinh viên quốc tế và mình đã có mặt ở đây, nên là mình hãy tiếp tục cố gắng nhé. Khi mà đi học ấy thì bạn không cần phải đau khổ hay là trải qua khó khăn một mình đâu, mà luôn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Và hãy nói chuyện với thầy cô bạn bè về những cái vấn đề bạn gặp trong cuộc sống nhé. Mình thấy học ở đây thì có hai loại giảng đường chính là giảng đường lớn và giảng đường nhỏ. Thì đây mình đang ngồi trong một lớp là giảng đường nhỏ, dành cho lớp có tầm 20 đến 30 học sinh. Thì cái mô hình học của những cái lớp như thế này nó sẽ dựa trên rất là nhiều sự tương tác giữa các bạn học sinh với nhau, sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, kiểu giơ tay phát biểu woo. Tao biết câu trả lời, sẽ cho tao thêm điểm đi. Cá nhân mình khi mà mình học những cái lớp luật mà có tính tương tác cao như thế này thì mình sẽ thường được xếp vào làm việc nhóm cùng với các bạn. Hello, this is my partner. What's up? My group. What's your name? Jason. Where are you from? I'm from New York City. Okay. He's really smart. Smarter than me, so I really appreciate that I have him on my team. I learned so much from you, actually. Thank you. No problem. Cái lớp này của mình gọi tên là Labor and Employment Law. Nó có cái sĩ số lớp rất là nhỏ, cho nên là thầy cũng có thể có nhiều cái luật lệ nghiêm khắc hơn dành cho các bạn học sinh. Ví dụ là khi mà mình bước vào lớp ngay vào buổi sáng thì mình phải lấy một tờ giấy và mình phải viết tên, ký tên mình vào, nói là mình sẽ không phạm luật Academic Integrity trong lúc mình ngồi học trong lớp này. Tức là mình không chép bài người khác này, mình không gian lận trong thi cử này. Quả đúng là một người học luật, một giáo sư dạy luật thì sẽ điều hành lớp y như vậy. Loại giảng đường thứ hai mà các bạn sẽ bắt gặp được ở trong cái ngôi trường này thì chính là loại giảng đường lớn dành cho tầm 100 người trở lên. Thì những cái lớp này thì thường học sinh sẽ nghe giảng từ giáo viên nhiều hơn là nói chuyện với các bạn xung quanh hay là làm bài tập nhóm. Và đây cũng là nơi khá là phổ biến để mọi người làm bài kiểm tra cuối kỳ, bởi vì là những cái ghế ở đây ngoài việc nó rất là thoải mái, có đệm ghế các thứ, thì nó còn có cả một cái bàn gập ở dưới này và mình có thể để giấy và làm bài kiểm tra ở trên này. Cái lớp mà mình học ở trong cái giảng đường lớn này thì gọi là lớp Advocacy and Debate. Mình sẽ học về cách tranh biện để có thể ủng hộ những cái ý tưởng của mình một cách suôn sẻ và dễ nghe với cả người nghe hơn. Và thực sự thì đây cũng là một trong những cái lớp mình khá là yêu thích ở trong kỳ này, bởi vì thứ nhất là thầy giáo rất là ủng hộ việc học sinh có những cái niềm đam mê riêng và tự viết những cái bài tập, ví dụ như là bài essay nói về đam mê của mình và thuyết phục người khác tại sao mình lại đam mê việc đấy và tại sao người ta nên quan tâm đến cái chủ đề mà mình quan tâm. Và lý do thứ hai là bởi vì thầy giáo dạy lớp này của mình, Sam Nelson, thì thầy công nhận rất là giỏi debate này. Xong rồi thầy còn ủng hộ mình không chỉ là ở trong lớp học mà còn làm video nữa. Thầy xem một video YouTube của mình rồi thầy bảo là tại sao mày không đi làm YouTuber đi mà mày đi học làm gì. Hello, this is my professor Sam Nelson. He's very caring and he's the most supportive teacher in Iowa school for me. Absolutely. At a point he said I should study film of this major. Yes, definitely. Yeah. Và một điều rất là đặc biệt mình để ý được là khi mà tranh biện ở Mỹ thì mỗi khi người nào mà nói về một cái điểm mà mình thấy hay và mình muốn ủng hộ thì mình sẽ kiểu đập bàn như thế này. Ở Việt Nam thì mọi người sẽ kiểu hoặc là vỗ tay các thứ, nhưng mà ở Mỹ người ta sẽ đập này, hơi bạo lực một tí đối với cái ghế. Sorry ghế nha. Có thể là nhiều bạn không thích tranh biện hoặc là sợ môn tranh biện. Có thể là nhiều người sẽ nghĩ là ồ, tại sao chúng ta phải kiểu cãi nhau về nhiều vấn đề kiểu vĩ mô như thế để làm gì? Tại sao chúng ta không nhẹ nhàng sống, lạnh lùng cười,
thờ ơ trước nỗi đau và bình yên trong cảm xúc, đúng không? Nhưng mà tranh biện cũng là một cách rất là tốt để chúng ta có thể hiểu được những cái suy nghĩ của đối phương, những cái người mà không đồng ý với ta. Và từ đấy thì chúng ta sẽ mở mang cái kiến thức của mình và chấp nhận nhiều cái sự khác nhau giữa mọi người hơn. Nếu các bạn đang tò mò sau giờ học thì sinh viên có những lựa chọn hoạt động ngoại khóa gì thì câu trả lời là vô cùng nhiều. Trước khi mình tham gia hoạt động ngoại khóa thì thường mình sẽ đi ăn tối ở một căng tin của trường. Hiện tại mình đang đứng ở trong thư viện luật của trường mình, và vì nó là thư viện nên là mình sẽ xin phép nói thầm thì mà đây là khu thư viện luật, nơi mà mọi người sẽ nghiên cứu về các bộ luật hay là tìm lời giải cho những cái vụ án. Người ta thường nói tìm người yêu thì như mò kim đáy bể, còn tìm vụ án như là mò bể thì tìm đáy kim. Và mình thấy câu này rất là đúng, bởi vì khi mà học luật ấy thì thường các bài tập sẽ là thầy viết một cái vụ án giả lập và mình sẽ phải tìm kiếm ở trong thư viện nơi có những cái quyển sách có bìa rất là giống nhau như thế này để tìm những cái vụ án trong quá khứ mà nó gần giống với cả vụ án ở trong hiện tại. Để bổ trợ thêm cho kiến thức luật thì không chỉ có việc học ở trong thư viện mà trường mình còn có rất là nhiều hoạt động ngoại khóa, không chỉ dành cho sinh viên mà còn cho cả giáo sư tranh biện cùng nhau với những cái chủ đề cực kỳ là vui. Ví dụ như là mình đang xem các thầy cô từ các khoa khác nhau tranh biện về vấn đề nếu tất cả mọi thứ trên thế giới đều tuyệt chủng và có một loài sinh vật mới được đến trái đất và chỉ được biết kiến thức từ một môn học duy nhất của nhân loại chúng ta hiện nay thì đó nên là môn học gì. Các thầy cô cực kỳ là yêu thích từng ngành nghề, từng môn học của mình, cho nên là mọi người tranh biện rất là vui và thoải mái với nhau, tạo ra những tiếng cười thật là sảng khoái cho học sinh. And I have a question for the professors. If you had to vote for another professor, who would you choose, and why did you think that their arguments were compelling? Như mọi người có thể đã thấy thì ở trong cuộc sống hàng ngày của Vừng sử dụng rất là nhiều tiếng Anh, và khả năng phát âm và nói tiếng Anh trôi chảy cũng sẽ giúp mình rất nhiều trong việc hòa nhập với cuộc sống của các bạn người Mỹ nói tiếng Anh ở đây. Mình cũng là một người Việt Nam và dần dần học phát âm, học tiếng Anh để có thể tới được cái trình độ cũng khá ổn như là bây giờ. Và mình hoàn toàn hiểu là quá trình học phát âm có thể là một thử thách đối với một số bạn. Vậy nên hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn app học tiếng Anh Elsa, một app có thể trợ giúp bạn phát âm tiếng Anh một cách chuẩn xác hơn. App này sử dụng công nghệ AI để có thể giúp bạn phát hiện ra những cái lỗi sai khi mà mình học phát âm, là một công cụ bạn có thể đồng hành cùng 24/7 và gỡ rối mọi thắc mắc của bạn về tiếng Anh bất cứ thời gian nào. Simple, a good software should be easy to use. Thế là mình đã được chấm điểm luôn là 96 điểm. App này có một tính năng đặc biệt là từ điển phát âm, giúp chúng ta có thể tra ý nghĩa của từ bằng cách quét một cái từ ngữ bất kỳ, hoặc là dùng công cụ search, hoặc là dùng giọng nói của mình và sau đó học cách phát âm chuẩn nhất có thể. Quả thật là cái tính năng này nó rất là hữu ích với mình, kể cả với một người mà cũng khá biết nhiều tiếng Anh rồi, bởi vì là mỗi ngày khi mà mình đi học luật ở trường thì có rất là nhiều cụm từ mới trong ngành luật. Nhiều lúc mình không hiểu là mình đang học sách luật hay là mình đang đọc sách Harry Potter luôn, tại vì có nhiều từ nó nghe giống như là câu thần chú ở trong sách Harry Potter ấy. Hôm qua mình cũng học được một từ này và mình cũng chưa biết phát âm như thế nào, nên là mình sẽ tra ở trên từ điển của Elsa nha. Reductio ad absurdum. Reductio ad absurdum.
App sẽ chỉ ra luôn là những cái phần màu đỏ là phần mình cần phải cải thiện thêm. Ngoài ra Elsa còn có tính năng tìm cho bạn một lộ trình học phù hợp nhất khi mà bạn làm bài kiểm tra đầu vào cùng với cả Elsa ở trong app. It will be such an adventure for me. I will get exposure to a new language and culture. Sau khi làm bài kiểm tra thì Elsa sẽ ngay lập tức chấm điểm và phân tích kỹ năng phát âm của mình. Mọi người có thể thấy những phần màu đỏ là phần vùng phát âm chưa tốt. Elsa sẽ thiết kế bài học mỗi ngày lồng ghép nhiều nội dung để mình có thể cải thiện âm tiết đó. Kể cả đối với những người như là chúng mình là sinh viên rất là bận bịu và đôi khi quên mất là chúng ta phải luyện tập tiếng Anh hàng ngày thì app có tính năng reminder nhắc nhở chúng ta đến giờ học để bắt đầu mở app ra học và tương tác với tiếng Anh nhiều hơn. Elsa còn có tính năng huấn luyện viên luôn luôn đồng hành với bạn 24/7. Các bài huấn luyện cũng rất đa dạng và phong phú, phù hợp với nhu cầu của mỗi bạn. Những lúc rảnh rỗi thì chúng ta còn có thể khám phá thêm kho tàng các bài học tiếng Anh bổ ích ở trong app nữa. Ví dụ như là phần chủ đề hay là các loại trò chơi có thể bổ trợ cho kỹ năng tiếng Anh của chúng ta mà vẫn cho chúng ta những cái giây phút giải trí thoải mái. Vừng và Elsa có một món quà đặc biệt dành cho các bạn đang xem video. Khi tải app và đăng ký các gói học Elsa Pro tại link ở phần mô tả, các bạn hãy nhập mã Vừng ở phần thanh toán để nhận thêm ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các bạn. Tặng các bạn một lời nhắn nhủ nho nhỏ bằng tiếng Anh. With a little bit of practice every day, with a little bit of motivation to learn, with a little bit of happiness every single day, seeing yourself gradually improve, one day we will all become fluent English speakers and can confidently use English in our daily lives.